À, dạ vâng, xin chào các bạn. Thì ở đây là máy Dell Latitude E740 và hiện tại là hôm nay mình gặp trường hợp là sự cố là không vào wifi được. Đây thưa các bạn, wifi nè, hiện tại là chúng ta nhìn thấy nè, nó sẽ không có vào được. Đây mình zoom lên ha, để mời các bạn xem. Thấy chưa? Không phải wifi được ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đưa ra giải pháp là khắc phục về sự cố về khoa cạc wifi. Wifi như sau. À, thứ nhất là chúng ta thử nè. À, đầu tiên chúng ta nhìn thấy là vô không được đúng không? Thì hôm nay mình sẽ đưa ra hướng dẫn về cách khắc phục sự cố wifi để chúng ta khắc phục được. Thì đầu tiên chúng ta vào trên internet nè, network và internet nè, chúng ta qua phần internet nè. Thì lúc này các bạn sẽ nhìn thấy trên đây cái phần là chain adapter là option nè. Đây đây thưa các bạn nhìn thấy là trên đây cạc wifi là mình đang không có hiển thị trên đây. Thì trường hợp này nếu như trường hợp là chúng ta chưa cài driver thì chắc chắn là nó sẽ không có luôn đó. Chưa cài driver nha, thì có thể là vẫn không có được cạc wifi nằm đây. Thì giờ tiến hành bước tiếp theo, mình sẽ kiểm tra được là coi là có được hay không. Thì giờ như sau, mình sẽ vào trong Device Manager. Device Manager thì các bạn nhìn thấy ở đây, đây mình nhấp chuột phải là computer nè, chọn Manager, thấy chưa? Thì lúc này mình sẽ vào trong Device Manager. Thì nếu gặp trường hợp mà các bạn nhìn thấy là wifi ở đây không có về, nó bị disable đúng không, không vô được đó. Disable đây nè, không vô được. Chúng ta vào trong cạc wifi cũng không nhìn thấy được, network adapter không được. Thì lúc này chúng ta vào trong về đây, nhấp chuột phải computer, chọn manager, chọn device manager. Thì lúc này chúng ta nhìn thấy là trên network adapter này nè, coi nó có cạc wifi hay không. Thì đây, trường hợp đây là không có biểu tượng về cạc wifi luôn. Thì giờ mình nghi ngờ là sao? Ở đây là cạc wifi đang bị ảnh đi. Mình scan lại coi, được không? Thì đây trong trường hợp đây là mình scan lại cũng không được luôn các bạn. Thì đây là sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một là trong BIOS. BIOS ha. BIOS là chúng ta phải vào trong BIOS, chúng ta restart lại. Đây mình restart lại máy nè. Đó. Thì lúc restart lại máy như thế này, chúng ta sẽ nhấn vào F2. Chúng ta sẽ load default lại BIOS lại. Đây. Load default BIOS lại ha. Đây. Thưa các bạn, các bạn nhìn thấy trên network nè, wireless nè. Thì các bạn phần đấy là có tích vào chưa? Đây wireless nè, có tích vào chưa? Nếu chưa có chúng ta tích vào. Còn nếu mà không có rồi, chúng ta sợ nó bị lỗi trong BIOS, chúng ta sẽ load default BIOS lại. À, sau khi load default BIOS lại là bước thứ ba nha, là chúng ta sẽ kiểm tra, chúng ta restart lại, chúng ta kiểm tra lại như thế nào, coi nó lên được hay không. Đây bây giờ mình sẽ vào trong Windows nè. Các bạn lưu ý, ở đây mình sẽ vào trong Windows và mình sẽ kiểm tra là cạc wifi lại có nhận được hay chưa. Nếu như trường hợp mà vào trong Windows mà không nhận được cạc wifi thì giải pháp lúc đó chúng ta nghĩ đến là đây thưa các bạn. Bây giờ đang lên Windows rồi nè. Sau khi mà bước thứ nhất là mình vào kiểm tra ở đây là không thấy được, đang bị ảnh đi. Bước thứ hai là mình vào trong về phần network adapter là phần internet nè. Và chúng ta chọn là chain adapter option, không thấy. Đó là bước thứ hai và mình cũng không thấy đây. Thì lúc đó là mình đang nghi ngờ về như là thiếu driver, hoặc là cạc wifi bị hư, hoặc là chain main bị hư. Ba trường hợp xảy ra. Thì trong trường hợp này mình vào trong về gì đây, trong driver cũng không thấy luôn đó. Thì nếu driver mà đang thiếu thì các bạn chỉ cần cài driver lại thôi là chắc chắn là sẽ có. Còn đây trường hợp không có thì lúc đó mình sẽ loại ra hai trường hợp: một là lỗi trên main, hai là lỗi trên cạc. Thì nghi ngờ trên đó thì bây giờ trên main ấy, có trường hợp xảy ra như sau: mình sẽ load default BIOS lại có nhận ra hay không. Thì giờ cái bước thứ ba là mình đã load default BIOS rồi, nhưng hiện tại đây là mình mở ra cũng không có luôn các bạn. Đó, thì trường hợp đây là không có được như thế này. Thì bây giờ mình mới đưa tiến hành một cái bước tiếp theo là bước thứ tư. Bước thứ tư bây giờ mình sẽ lên trên web. Web thì chắc chắn là mình sẽ vô không có internet. Thì lúc này các bạn sẽ dùng một cái sợi dây, dây internet nè. Thấy không? Đó. Đây để mà nghi ngờ về cạc wifi bị hư. Nếu như các bạn có cạc wifi thì chúng ta test là nó cũng dễ dàng hơn. Rồi, nếu như chúng ta không có cạc wifi thì lúc đó chúng ta có thể là dùng bằng dây internet. Chúng ta dùng bằng vô là mạng có dây ha. Thì chúng ta gõ vô là driver Dell. Đó. E 740. Thì đây là mình đang hướng dẫn về cái máy trên dòng máy 740. Thì lúc này mình vô phần driver 7440 và nó có phần là dell.com. Thì lúc này các bạn phải qua phần support nè. Thấy không? Thì đây là mình sẽ làm gì trên đây? Mình muốn là sao? Mình muốn update lại BIOS lại. Đó. Update BIOS lại như thế nào? Tại sao chúng ta phải update BIOS? Nhiều khi
nó lỗi về firmware, lỗi về trong quá trình của BIOS, thì có thể cạc wifi chúng ta sẽ không nhận được. Đó. Thì gặp trường hợp này cái phiên bản BIOS nó cũ hoặc là bị lỗi đi, nó sẽ nhận không được. Thì giờ giải pháp, bây giờ mình muốn cho nâng cấp lại cái phiên bản nó mới hơn. Đây mình vô vào trong BIOS. Đây thưa các bạn. Thì lúc này ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy gì đây? Chúng ta vô phần BIOS nè, chúng ta sẽ download về. Thấy chưa? Thì khi mà download về thì điều kiện mà chúng ta muốn update được BIOS này đòi hỏi là pin phải trên 30%. Điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, cũng có cái là pin khoảng trên 10% ha. Điều kiện thứ hai là phải có cắm sạc. Thấy không? Cắm sạc nha, chúng ta lưu ý chúng ta mới update được BIOS. Bây giờ mình sẽ tiến hành update về BIOS để mời các bạn cùng xem. Đây, chúng ta chọn Z. Update là chúng ta cập nhật lại phiên bản firmware. Những điều chúng ta cần update, chúng ta cần lưu ý như sau. Nếu như chúng ta update lại phiên bản này thì chúng ta phải nhớ là sao các bạn? Nhớ cắm nguồn và nhớ pin phải là trên 10% đến 30%, có thể trên 30%. Và phiên bản BIOS này hiện tại đang gọi là quá cũ rồi các bạn. Đây. Các bạn thấy không? Phiên bản này cỡ nó là cái phiên bản này gigabit nè. Nó version nè. Và nó chỉ là 0.6. Chúng ta nâng cấp lên phiên bản là của cái gì đây? Đây là phiên bản lên tới là A14 nè, thấy không? Đó, A14 đây nhưng mà nó là 0.6 nè, A27 nè. Đây, từ đây lên đây ha. Cái ROM của nó là 1039 nè, V.17 nè. Thì đây là cũng là đúng phiên bản của nó đây. Phiên bản cũ nó sẽ là A27 và phiên bản mới sẽ là A28 update lên. Bây giờ chúng ta chọn chúng ta update thử coi. Thì sau khi update nếu như mà cạc wifi mà chúng ta nhận được thì chắc chắn có thể là lỗi trong đây. Còn nếu như trường hợp mà không nhận được nữa thì chúng ta sẽ nghi ngờ đến cạc wifi. Đó. Thì trong quá trình update chúng ta lưu ý là tuyệt đối không được tắt nguồn. Chúng ta lưu ý ha. Đây, mình sẽ mở lên như thế này. Chúng ta lưu ý tuyệt đối không được tắt nguồn. Và bắt đầu nó đang update đây. Chúng ta thấy không? Đó, mình sẽ zoom lên để mà các bạn xem. Bắt đầu update này, nó khởi động lại để update được BIOS. Đây, do not power nè, down nè, do system nè. Nó kêu là gì đây? Đang update cho firmware nè. Coi như là không tắt nguồn của hệ thống lại. Đây mình đang để cho nó chạy ha. Chúng ta lưu ý. Đây là đang update được là 69% nè, nó 70% rồi nè. Đó, đang chạy đi 100% xong nó chạy lại nè. 30% nè. Update ha. Bắt đầu này đang trong quá trình update, tuyệt đối chúng ta không được rút nguồn và cũng không được là sao các bạn? Không được tắt giữa chừng. Tắt nó sẽ lỗi. Chúng ta lưu ý. Thưa các bạn, bây giờ đang máy đang khởi động lên Windows. Bắt đầu lên Windows nè. Đây. Chúng ta sẽ thử ha. Coi sau khi lên Windows liệu có nhận được hay không. Nếu như không nhận được, chúng ta sẽ gắn về cạc wifi hoặc là vị trí trên cái khe cắm nó bị lỗi. Đó. Bây giờ trên đây là chúng ta nhìn thấy đây Windows đây. Rồi bây giờ mình sẽ zoom lên nè. Zoom lên vị trí về wifi. Thưa các bạn sẽ xem qua wifi mình đã có chưa nha. Đây. Đây. Thì hiện tại là trên main. Nếu như chúng ta nhìn thấy đây. Giải pháp mà chúng ta nhìn thấy là cái biện pháp mà coi như là bị lỗi này hay không. Này ha. Thì lúc này là mình sẽ trên gì đây? Ethernet đây. Đó. Vẫn chưa có các bạn. Thấy không? Vẫn chưa có luôn. Thì nếu trường hợp mà chưa có này, chúng ta thử là sao các bạn? Sau khi đã update BIOS rồi thì lúc này chúng ta thử thay cái cạc. Cạc wifi lại coi. Còn nó lên được hay không? Thử thay cạc wifi ha. Còn lên được hay không ha? Nhưng mà nếu trường hợp này chúng ta nên thử một phát nữa là sao? Load default lại BIOS lại lần nữa. Rồi chúng ta mới thay cạc wifi. Đây là sau khi mà chúng ta restart tắt máy đi ha. Bây giờ mình sẽ mở lại mình thử load default trong BIOS lại một lần nữa coi. Có được không? Đây. Đây thưa các bạn. Nếu như load default BIOS lại mà không được thì suy ra lúc đó chúng ta mới kiểm tra lại thay cạc. Này. Load default lại ha. Rồi yes. Chúng ta cho lên Windows coi. Đây thưa các bạn, sau khi mình cho lên Win xong nè, các bạn nhìn thấy không? Thì lúc này coi là kiểm tra coi có wifi chưa? À có rồi các bạn. Đây, wifi đây. Thì bây giờ đây là mình thử test thử cái hang, nhập thử wifi coi.
Đó, 0922 422 422. Đó. Thì lúc này chúng ta thử nhập wifi vào và có được hay chưa? Nếu như được là chúng ta đã khắc phục về wifi thành công. Đây là dòng Dell Latitude E7440. Đó, chúng ta gõ vào thử hàng nhất vlog. Thưa các bạn, đây là chúng ta đã khắc phục được chưa? Ồ, được rồi. Được ha. Trắng da toàn thân luôn rồi, chị nám tàn nhang được. Đó, thì đây là chúng ta đã khắc phục được cái là wifi và wifi của là dòng 7440. Đó, thì đây là clip, đây là mình có thể chia sẻ là sao. Nếu như các bạn nhìn thấy là không có wifi thì lúc đó chúng ta sẽ làm những cách như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ nhìn thấy gì đây? Trên đây có hay không? Không có được, các bạn sẽ vào trong phần là Ethernet và chọn là Change Adapter. Nhớ nha, mình nhắc lại ha. Nếu như không có cạc wifi này, nếu mà disable nha thì chúng ta cho enable lên. Còn nếu mà có, coi như là không nhìn thấy được thì lúc đó các bạn sẽ vào trong Device Manager, chúng ta xem có được cạc wifi nhận hay không. Đó, nếu thiếu driver chúng ta cài, không có được trên đó, không nhìn thấy được, chúng ta load default BIOS. Còn nếu mà không được đi nữa, chúng ta sẽ có về như là update BIOS thử coi. Còn nếu mà trường hợp giải pháp không được luôn thì lúc đó chúng ta sau khi update xem chúng ta load default lại nhận được hay không. Chúng ta lưu ý ha. Đó, trường hợp mà nếu như mà trường hợp cuối cùng mà không nhận được, chúng ta thử thay cạc wifi. Đó. Còn thay cạc wifi mà không nhận được nữa là chắc chắn bị hư về main, chúng ta vẫn nên sửa. Đây, cái bước này là bước tới đây là mình đã nhận được rồi. Rồi, clip ở đây là mình có thể là xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip của mình. Xin chào, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo. Mọi thông tin thắc mắc, chúng ta có thể liên hệ là 159 Nguyễn Thái Sơn, phường 4 Cầu Vấp ạ. Những thắc mắc về như là cạc wifi đi, chúng ta có thể liên hệ về Nhất Vlog ha. Xin trân trọng cảm ơn các bạn. Xin chào, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại chúng ta ở những clip tiếp theo.